5 chỗ súp gầm cao, thương hiệu đến từ Nhật Bản quý bác chị nhé. Chỉ với 299 triệu vẫn bớt thoải mái cho quý bác chị nhà mình. Sơ qua một phần form dáng để quý bác chị nhà mình xem qua nhé. Đấy, form dáng cực kỳ đẹp này, 5 chỗ gầm cao. Đấy, hơn 200 triệu quý bác chị đã sở hữu em nó rồi quý bác chị nhé. Form dáng đẹp này, đi cực kỳ chất quý bác chị nhé, đi cực kỳ chất. Xe mang nước sơn màu đen. Đấy, form dáng đẹp quý bác chị nhé. Một chiếc mang tên là Honda CR-V. Chiếc này được trang bị 4 vành răng đúc đa chấu AMS, 4 bánh chống bó cứng an toàn, cực kỳ đẹp quý bác chị nhé. Xi nhan tích hợp trên gương này. Đấy, form dáng rộng rãi, 5 chỗ rộng rãi. Đấy, form dáng đẹp, đầu xe được trang bị chiếc này cặp đèn pha được trang bị đèn bi kết hợp đèn halogen siêu sáng rồi quý anh chị nhé. Xe được đeo biển Hà Nội, cực kỳ đẹp luôn này. Nước sơn như quý anh chị đã thấy đây. Chiếc này xe nguyên zin hết, không mất một phân keo chỉ nào quý anh chị nhé. Các bác ở xa về xem xe, đấy, mất phân keo chỉ nào em sẽ đền cho các bác tiền chi phí đi lại quý anh chị nhé. Đây, sơn xi như quý anh chị đã thấy đây, cực kỳ đẹp đúng không ạ? Sơn xi thì cực kỳ đẹp này. Chiếc này lốp lắp dày nhé, 4 quả lốp dày. Đấy, vành thì không một vết xước quý anh chị nhé, vành không một vết xước luôn này. Đấy, lốp lắp dày nguyên ta lông này, nguyên ta lông nhé. Xi nhan tích hợp trên gương. Và đăng kiểm dài miên man đến tháng 8 năm 24 quý anh chị nhé, đến tháng 8 năm 24 luôn. Đấy, chiếc này máy số nguyên zin nhé, máy số nguyên zin. Không một lỗ nhỏ, không một lỗ nhỏ nhé quý anh chị nhé. Lốp lắp dày này, 4 lốp dày này. Form cực kỳ đẹp luôn. Quay qua mà phần nội thất để quý anh chị xem qua nhé. Nội thất chiếc này thì mang một gam màu đen, cũng khá là sang trọng nha quý anh chị nhé. Đây, ghế điện này, ghế chỉnh điện và ghế da còn nguyên bản theo xe nhé quý anh chị nhé. Ghế da nguyên bản theo xe luôn, còn cực kỳ chất, cực kỳ đẹp này. Đấy, trần nỉ nguyên bản theo xe nhé quý anh chị nhé. Táp lô đẹp này. Đấy, táp lô đẹp. Màn hình đã được trang bị màn hình ZTEC rồi, cực kỳ đẹp rồi quý anh chị nhé. Hộp số tự động này. Đấy, táp bi táp lô đẹp nhé. Đấy, xe được thiết kế 5 chỗ cực kỳ rộng rãi, táp bi táp lô đẹp nhé. Đấy, keo chỉ nguyên zin này. Đấy, xe không mất một phân keo chỉ nào đâu quý anh chị nhé. Đấy, máy số đại chất luôn, máy số đại chất. Đấy, cửa đóng chắc chắn này. Đây, ghế da này, ghế da nguyên bản theo xe còn cực kỳ chất nhé. Đấy, táp bi táp lô đẹp này. Đấy, hàng ghế đằng sau thì như quý anh chị đã thấy đây, ngồi cực kỳ rộng rãi này. Đấy, Uno Office còn chưa biết tháo vặn đâu không nhé. Đấy, cánh cửa còn nguyên zin, chưa có biết tháo vặn đâu. Đấy, táp bi táp lô đẹp nhé, keo chỉ nguyên zin nhé các bác nhé. Đấy, 4 lốp dày này. Đấy, 4 lốp dày. Đấy, xe cực kỳ chất, máy nổ. Đấy, số máy nổ chất êm. Số ngon các bác nhé. Đây, sàn được bọc sàn 3D, thảm rối đầy đủ rồi các bác nhé. Các bác mua về là sẵn sử dụng luôn các bác nhé. Đấy, máy nổ đã chất luôn. Thì em nổ máy cho bác xem nhé. Đấy, nổ máy cho bác xem.